kênh chào anh em ha. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em con vàng Sony model là CMT FX3 anh em ha. Thì chức năng con này thì CD mình không đọc anh em ha. CD mình không đọc ha, MD mình một cua roi ha. Con này em bán là mình hát kết nối với TV là cổng Orbital anh em. Mình đang test cổng Orbital ha. Cổng out in, lock in hoặc là cổng sao có cổng bông sen luôn anh em ha. Này hàng bãi gì anh em, loa thì đẹp ha. Ê căng dơ anh em ha. Anh em mình về vệ sinh ha. Loa thiết kế rất là đẹp anh em. Nhìn rất là màn như mà carbon anh em ha. Nhìn cái nấm rất là đẹp ha. Ok, mình test tổng quan ha anh em. Con này bass dép rất là hay ha anh em. Ở đây là cái nút function ha, nút này nút chỉ ngõ mình anh em ha. Lock in là ở đây ha anh em. Thêm cánh cổng tab là cổng mình ghim hai động xem sao ha. CD FM Orbital là cổng quang ha. Còn đẹp anh em. Con này là có Java đồng bộ đó ha. Ok ha, thì để mình lấy đưa tín hiệu mình nè. Mình test cái cổng phía sau anh em. Okay, anh em ha. Thì phía sau thì anh em mình ghim chỗ chỗ bên đây ha. Chỗ màu đen anh em. Bình B ha. Ok. Mình chuyển qua cổng táp anh em ha. Cảm ơn em đã xem video ha.